Công an tp HCM vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tp HCM từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 15 tháng 9. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tp HCM. Chiều nay tại Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội tổ chức buổi tập huấn kỹ năng phòng chống dịch COVID-19 cho 300 cán bộ chiến sĩ là học viên Học viện An ninh Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nhiều vụ vi phạm các quy định về phòng chống dịch thời gian qua đã được xử lý nhanh, kịp thời, cho thấy sự vào cuộc hết sức tích cực, khẩn trương của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời khẳng định không có vùng cấm ngay cả đối với những vi phạm của cán bộ làm công tác phòng chống dịch. Từ thực tiễn trên cũng cho thấy, ngoài việc xử lý nghiêm minh, kịp thời, còn đòi hỏi trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng chống dịch.